Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với channel của chúng tôi để cùng nhau cập nhật lịch thi đấu bóng đá của đội tuyển Bồ Đào Nha và đội tuyển Thụy Sĩ tại vòng 1/8 World Cup 2022. Quý vị nhớ là hãy đăng ký kênh để không bỏ lỡ những thông báo mới nhất từ chúng tôi. Vào rạng sáng 2 giờ ngày 7 tháng 12 2022, chúng ta sẽ có cặp đấu cuối cùng tại vòng 1/8, trận đấu giữa đội tuyển Bồ Đào Nha và đội tuyển Thụy Sĩ. Bây giờ chúng ta sẽ đến với hành trình đi tới vòng 1/8 này của đội tuyển Bồ Đào Nha. Đội tuyển Bồ Đào Nha đã có 2 chiến thắng và 1 trận hòa để có thể góp mặt trong vòng 1/8 này. Trong đó thì trận đấu mở màn, họ đã có chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước đội tuyển Ghana. Ở lượt trận thứ hai, trước một đối thủ Uruguay khá là mạnh có Suarez và Cavani. Tuy nhiên, CR7 cùng với các đồng đội cũng có thể hạ đẹp họ với tỷ số 2-0. Ở lượt đấu cuối cùng, vì đã chắc suất có mặt ở vòng 1/8, chính vậy Bồ Đào Nha đã tung ra sân với sơ đồ đội hình có thể nói là đội hình 2 của Bồ Đào Nha lúc đó. Và họ đã để thua đội tuyển Hàn Quốc với tỷ số 1-2. Qua đó cũng gián tiếp giúp cho Hàn Quốc có mặt ở vòng 1/8 này. Nói về hành trình của đội tuyển Thụy Sĩ đến với vòng 1/8, thì họ cũng đã có 2 trận thắng và 1 trận thua tại vòng bảng. Trong đó thì ở lượt trận mở màn, họ đã có chiến thắng trước đội tuyển Cameroon với tỷ số 1-0. Sau đó thì ở lượt trận thứ hai, Thụy Sĩ đã để thua ứng cử viên vô địch là đội tuyển Brazil với tỷ số 0-1. Ở lượt đấu cuối cùng, Thụy Sĩ đã có một chiến thắng sát nút trước đội tuyển Serbia với tỷ số 3-2. Qua đó thì có mặt ở vòng 1/8 này. Về thành tích đối đầu của hai đội bóng này thì hai đội đã từng gặp nhau 5 lần trong quá khứ. Trong đó thì xa nhất đó chính là năm 2016, đội tuyển Thụy Sĩ đã thắng đội tuyển Bồ Đào Nha với tỷ số 2-0. Đến năm 2017, cũng bằng tỷ số đó, đội tuyển Bồ Đào Nha đã thắng đội tuyển Thụy Sĩ với tỷ số 2-0. Đến năm 2019, đội tuyển Bồ Đào Nha lại tiếp tục thắng Thụy Sĩ với tỷ số 3-1. Vào tháng 6 năm 2022, Bồ Đào Nha đã có một chiến thắng đậm trước đội tuyển Thụy Sĩ với tỷ số 4-0. Tuy nhiên ở gần đây nhất thì cũng vào tháng 6, vào ngày 13 tháng 6 2022, Thụy Sĩ đã có thể phục thù với tỷ số 1-0 trước đội tuyển Bồ Đào Nha. Như vậy là kết quả này cho thấy trong 5 cuộc đối đầu gần đây nhất thì đội tuyển Bồ Đào Nha đang chiếm ưu thế với 3 lần chiến thắng, trong khi đó thì Thụy Sĩ 2 lần chiến thắng. Và lần gần đây nhất thì đội tuyển Thụy Sĩ đã thắng được Bồ Đào Nha. Tuy nhiên ở đây là một tính chất cực kỳ khác và đặc biệt là đây là cặp đấu cuối cùng của vòng 1/8. Chính vậy sẽ rất nhiều người hướng ánh nhìn đến Bồ Đào Nha và Thụy Sĩ để xem cái tên nào sẽ có mặt ở vòng trong. Và theo rất nhiều những chuyên gia nhận định, trận đấu này sẽ có một kết quả khá là sát nút giữa đội tuyển Bồ Đào Nha và Thụy Sĩ. Tỷ số không quá 2 bàn thắng được ghi, Bồ Đào Nha sẽ giành được kết quả có lợi và tiến vào vòng trong. Sau trận đấu giữa đội tuyển Bồ Đào Nha và đội tuyển Thụy Sĩ kết thúc thì chúng ta sẽ có những ngày nghỉ và bước đến những trận đấu như là vòng tứ kết, vòng bán kết và trận đấu trên hạng 3 và chung kết. 4 trận đấu ở vòng tứ kết được diễn ra từ ngày 9 tháng 12 cho đến ngày 11 tháng 12. Trận đấu đầu tiên được diễn ra vào khung giờ 22 giờ. 2 trận đấu tiếp theo được diễn ra vào khung giờ 2 giờ và 22 giờ ngày 10 tháng 12. Trận đấu cuối cùng được diễn ra vào ngày 11 tháng 12 vào lúc 2 giờ sáng. Trong khi đó thì vòng bán kết sẽ có 2 trận đấu được diễn ra vào ngày 14 tháng 12 và ngày 15 tháng 12 đều được diễn ra vào lúc 2 giờ sáng. Trận đấu trên hạng 3 của World Cup năm nay được diễn ra vào ngày 17 tháng 12, cụ thể là vào lúc 22 giờ. Trận chung kết đáng được chờ đợi của chúng ta đó chính là được diễn ra vào lúc 22 giờ ngày 18 tháng 12. Quý vị và các bạn nhớ chú ý theo dõi. Sau tất cả, quý vị và các bạn hãy để lại dự đoán, bình luận của mình ở dưới mục bình luận để chúng ta cùng nhau trao đổi. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật lịch thi đấu bóng đá, kết quả bảng xếp hạng cũng như là tất cả những thông tin liên quan đến World Cup năm nay đến với toàn thể quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn nhớ là hãy đăng ký kênh để không bỏ lỡ những thông báo mới nhất từ chúng tôi.